từ khi mà tôi sang đây đến giờ, sau khi ở phi trường về thì có rất nhiều cái dư luận, đặc biệt là trên truyền thông, một số người đã cố tình là cắt xén thông tin. Và chúng ta biết là Cộng sản ấy, họ cũng làm truyền thông kiểu như vậy. Họ muốn cho người dân biết cái gì thì họ sẽ chỉ cho biết cái phần đó, còn những phần mà không muốn cho biết thì họ cắt xén đi. Và cái việc mà cắt xén thông tin để làm méo mó sự việc đi thì đấy là cái cách mà làm truyền thông của Cộng sản đấy. Tại vì khi mà tôi thực hiện cái chương trình live ở bên SBTN ấy, đó là một cái chương trình video. Bà con cũng biết rằng khi mà bà con tiếp nhận một cái chương trình video, bà con coi được cả hình cả tiếng, tất nhiên nó tin cậy hơn là chúng ta chỉ đọc chữ. Bởi vì chữ có thể ngồi đâu cũng gõ được, rồi cũng có thể cắt xén biên tập tùy theo cái ý kiến chủ quan của cái người viết. Nhưng video thì nó trung thực. Cái người mà được phỏng vấn, người viết nói cái gì thì quý vị nhìn thấy nó trung thực hơn. Cho nên chúng ta phân biệt cái nguồn tin nó rõ ràng hơn. Nguồn tin nào là đáng tin cậy và nguồn tin nào không đáng tin cậy. Nhưng ấy, vì là người bị chỉ trích cho nên tôi không đứng ra phân bua trong nhiều ngày qua. Và đây cũng là cái điều mà tôi muốn rằng cứ để cho cộng đồng tranh luận. Bởi vì cái việc mà lặp đi lặp lại nhiều lần cái kịch bản đối với những người từ trong nước ra bằng cái cách mà áp đặt việc họ có nhận cờ hay không nhận cờ đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Và tại sao cái kịch bản này lại được lặp đi lặp lại như vậy? Cộng sản nó có lợi dụng cái này không? Và có mượn tay ai để đánh chúng tôi hay không? Và nếu chúng tôi là người của Cộng sản ra đây thì tại sao lại bị đánh nhiều như thế? Tại sao không hỏi ngược lại? Còn một cái vấn đề nữa, hôm nay tôi mới nói với quý vị là trong ba bó hoa mà quý vị trao cho tôi ở phi trường đã có cả cờ trong đó chứ không phải là hoa không. Và gần 30 cái máy quay từ phía trước phía sau, thì quý vị nào có những hình ảnh ngày hôm ấy tự quý vị phân tích. Tôi sẽ không nói thêm nhiều nữa.